Bảo hiểm 100% khóa học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, đảm bảo được IELTS với bài điểm 6.5 tại Anh ngữ quốc tế Alex. Con nghe nhà mình đã từng học ở rất nhiều trung tâm Anh ngữ quốc tế khác nhau nhưng vẫn chưa có được một thành tựu cụ thể, cũng chưa có được một cái kết quả đâu đó được gọi là thỏa mãn. Vậy thì tại Anh ngữ quốc tế Alex, với mô hình 3G gồm giảng viên, giám sát học tập và gia sư, chúng tôi có thể đảm bảo được chất lượng đầu ra cho con em của quý phụ huynh bằng một văn bản hợp đồng giống như một tờ giấy bảo hiểm cho việc học của con em. Hiện nay khi đến với Anh ngữ quốc tế Alex, chúng tôi bảo hiểm được việc học của con em quý vị bằng một hợp đồng văn bản như thế này đây, đảm bảo cam kết được chất lượng đầu ra với ban điểm là 6.5 IELTS chỉ trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng. Với lộ trình học tinh gọn, cách học tiếp thu trực tiếp và mang lại hiệu quả cao, thời lượng học của con em quý phụ huynh sẽ được giảm đi 20%, nhưng chất lượng của mỗi buổi học sẽ được tăng đến 2,5 lần. Đồng thời với sự giám sát của giám sát học tập, quý phụ huynh sẽ nắm bắt được tình hình học tập của con em tính trên từng buổi học. Bên cạnh đó, với bảo hiểm 100% khóa học IELTS chỉ có tại Anh ngữ quốc tế Alex, chúng tôi bồi thường khóa học miễn phí cho con em của quý phụ huynh cho đến khi các bạn đạt được IELTS với ban điểm là 6.5. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào? Hãy nhanh tay để lại tên và số điện thoại, sẽ có chuyên viên hỗ trợ hoặc hỗ trợ trực tiếp cho quý phụ huynh ngay hôm nay.